5 bước giúp mẹ nhiều sữa bằng tâm lý học. Phần 2. Bước 3. Thả lỏng cơ thể. Mỗi lần trước khi bắt đầu cho con bú hoặc hút sữa, hãy hít thở vài hơi thật sâu. Hít vào bằng mũi trong 4 nhịp, giữ hơi thở trong 6 nhịp. Và hãy tưởng tượng rằng tất cả những căng thẳng đang tập trung hết trong phổi của bạn. Sau đó thở ra bằng miệng trong 8 nhịp. Hãy thở ra với hai môi khép hờ, giống như bạn đang thổi vào một chiếc ống hút vậy. Hãy tưởng tượng tất cả những căng thẳng trong phổi ban nãy đã được thổi bay hết ra ngoài. Sau vài lần hít thở sâu như vậy, bạn sẽ cảm thấy như đã giải tỏa được những căng thẳng bực dọc. Và bây giờ hãy bắt đầu tập trung sự chú ý vào từng phần của cơ thể trong quá trình hít thở. Trước hết là tập trung chú ý vào hai vai, rồi đến cánh tay, rồi đến đầu ngón tay, rồi tiếp tục đến hai chân và đầu ngón chân. Việc hít thở sâu kết hợp với tập trung vào từng phần của cơ thể sẽ giúp bạn có thể thả lỏng toàn thân. Bạn càng thoải mái và thư giãn cơ thể thì sữa bạn càng dễ về và về nhiều hơn. Bước 4. Dùng cảm xúc để gọi sữa về. Những cảm xúc tích cực có thể thúc đẩy sự phóng thích hai hormone prolactin và oxytocin của tuyến yên. Sau khi đã tạo ra một môi trường thư giãn và thả lỏng cơ thể như trên, hãy bắt đầu cho bé bú hoặc hút sữa. Bạn có thể nhắm mắt lại và nghĩ về những kỷ niệm tươi đẹp, hoặc lấy album ra xem lại những bức ảnh đầy kỷ niệm hạnh phúc. Những kỷ niệm này có thể là từ thời học sinh, hoặc những chuyến dã ngoại cùng với cơ quan, hoặc những bức ảnh cưới đẹp lung linh của hai vợ chồng, hoặc cảnh bạn được nhận một giải thưởng nào đó. Khi nghĩ về hoặc xem lại những bức ảnh này, bạn hãy cố gắng nhớ lại và sống lại khoảnh khắc hạnh phúc đó. Nếu bạn hút sữa ở một phòng riêng, không có con bạn ở bên cạnh, hãy luôn có một tấm hình của con ở bên cạnh. Nếu đó là hình bạn đang cho con bú thì càng tốt. Thỉnh thoảng bạn nhìn vào hình con và nghĩ về lúc bạn đang cho con bú, tưởng tượng như con đang ngậm ti và nuốt từng dòng sữa mát của bạn. Những cảm xúc tích cực đầy yêu thương đó sẽ giúp sữa về nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bước 5. Phản xạ xuống sữa có điều kiện. Một cô y tá đã kể lại rằng khi cô ấy bắt đầu đi làm lại sau thời gian nghỉ sanh, đã có một hiện tượng rất thú vị xảy ra. Trong phòng hồi sức nơi cô ấy làm việc, cái máy truyền nước biển thường phát ra một tiếng kêu mỗi khi nó cần có sự chú ý. Và cứ mỗi lần cái máy đó phát ra tiếng kêu thì sữa của cô lại xuống, và hai bầu ngực cảm giác tê rần và căng đầy. Hiện tượng này kéo dài trong suốt 9 tháng kể từ khi cô đi làm trở lại. Chúng ta cũng có thể tạo ra hiện tượng này bằng cách liên kết phản xạ xuống sữa với một cái gì đó. Có thể đó là tiếng chuông, hoặc một đoạn nhạc ngắn, hay một âm thanh nào đó. Bạn cũng có thể liên kết phản xạ xuống sữa với việc nhâm nhi một loại thức uống đặc biệt mà bạn chỉ uống trong khi cho con bú hoặc hút sữa mà thôi. Để luyện phản xạ này, mỗi lần bạn cảm thấy sữa xuống, hãy mở âm thanh đó lên hoặc uống một ngụm của loại nước đặc biệt đó. Sau một thời gian, hai điều này sẽ kết hợp trong tâm trí của bạn, và bạn có thể kích hoạt phản xạ xuống sữa bằng cách phát âm thanh đó, hoặc nhấm nháp đồ uống đó, hoặc thậm chí chỉ cần nghĩ về âm thanh đó, hoặc nghĩ đến việc uống cái món đồ uống đó. Hãy kết hợp 5 bước này và bạn sẽ không chỉ xóa bỏ được rào cản tâm lý đối với khả năng nuôi con bằng sữa mẹ của mình, mà còn khai thác được sức mạnh to lớn của tâm trí bạn và sử dụng nó để tăng nguồn sữa mẹ.